sáng xe cù má ơi. Ơ, hai giỏ 15 phút. Cả cả cô mỹ về đi. Nè nói là cô đi hai giỏ mở giỏ rồi. Thôi đợi luôn. Đợi luôn đi. Đợi luôn vui vui. Thằng nào về trước thì chỉ điểm trước đi, đó là xe bị bảy giỏ. Rồi đi vô nói vậy. Không đãi từ trước qua đây. Có biết làm đâu mà đội. Quay. Đây. Nói nói bốn góc nè chứ là. Vợ mới lên cái quen luôn nha. Ồ. Nó chưa rớt lần nào, bữa nay nó rớt lần đầu nè. Mới rớt hả? Mới rớt lần đầu. Ngựa lắm. Chú ngồi ngựa không ngựa mát. Bị bánh. Tịch túi này. Này mới mở lần đầu à? Chưa rớt nhỏ mà, chưa rớt xuống mà, chưa rớt. Mình có tao đi bị xui không? Ở đó đi Phan Thiết. Có hai anh em 12 giờ dắt chỗ gì? Có chỗ giá xe 12 giờ đêm. Dắt bộ. Phan Thiết 12 giờ đêm giá xe. Máy xe ơi. Xe máy. Hai thằng dắt từ ra Phan Thiết đi. Có cái quay em đây nè. Nó mò mò dưới nó có cái đó. Nó có cái chén. Phải không vậy cha? Đâu phải mẹ. Đâu không sao quay sao? Đấy, quay vô. Nè. Hải có kinh nghiệm rồi. Quyến luôn. Quyến luôn vậy đừng cho đó. Thôi nới lên nhờ gửi để nhìn sao quay. Hả? Không để nhìn sao quay. Ủa sao nó sét quá vậy sao quay ta? Nè em để lại đi. Ghê. Đâu được, cầm gì quay biết nào nổi mà. Cái này nè. Không phải. Đó, đưa vô chỗ đó đó. Sao lột. Không bỏ lại không. Bẻ cái đội ra. Bẻ cái đội ra mới quay được. Đúng rồi. Đội nó không để đúng. Bẻ cái đội ra. Ừ đó. Nãy để quay. Để chì. Để lại đi, để lại đi. Lúc này để lại. Cắt có tí xíu à, cắt có 10 cm ngay chỗ cái thân heo này nè. Nó có cái chén để vô cốt nè. Cái đậu này khó quá, tao mua cái đậu bắn đi. Đậu bắn là đạp lên cái chén nè, đây chỗ này nè. Ấy, đội ra đi anh, đội đi dễ nè. Để sau này nè. Thôi. Đúng rồi. Lần đầu làm chuyện ấy mà có nhiều người xem là ngon rồi. Nói chứ một mình mà quay là hơi bị đuối đó. Bữa nó bị người kia có hai ông tài xế kia không hướng dẫn phụ làm quá. Không hướng dẫn làm.
Hải như cũng làm lần đầu sao thấy tay chân lắm đỡ xe đó. Hải làm rồi để này con đội để chỗ này là nó không hợp lý mà đâu phải đâu con nhớ xe tại đâu đây nó có cái chén này nè chắc sẽ đội ra bỏ lại ngay chỗ cái chén này nè để lên cái là để lên cái là nó vừa ở ngoài vừa dặn đúng rồi không chỗ con Chi đúng rồi quay lại đi chỗ không chỗ này đúng rồi chỗ đó đúng rồi đúng rồi sao đội phải đúng ngay cái sườn sao đội cái sườn nó quay được. À, cái này. Ừ, đúng rồi nhưng mà tại vì cái đội này dở quá hay là còn cái phụ phụ tiện gì trong đó nữa cái đội này đội du rồi anh Dũng coi còn cái gì trong đó nữa không không con này nữa cái đội này đội du rồi đội du mua không á đội mua đội hơi đi mua cái đội hơi đội điện á đó. Đội được 2-3 lần á là thôi lần sau yếu xìu đội bạn không lên mua cái kit nhỏ đi đạp cái nó lên cái gì đội này nó đúng không nó không đúng không đúng á đúng là cái đầu này nó nằm ra sát ngoài đây nè xích ra mày chút. Quay ngoài đây xích nè xả ra đi để xả đội xích ra chút rồi quay ra xả lại đi xả ở dưới thôn này mày có hấp có thấy gì không không để tươi luôn à bỏ phơi nắng cái nó khô nó mới thơm quá à, mưa tới Hải ơi nó học kinh nghiệm đó coi ngay chỗ đó nó có cánh không có cánh không có cánh nào cánh này thì để vậy đi nhưng mà xây cái độ ra vậy đó em mới dễ đúng rồi đó. Học kinh nghiệm dưới thơm từ anh Bình dính cái đó thôi đồ ngon đúng rồi đúng thế rồi ha đồ Hải làm ngon quá Hải vút lên rồi nó để lâu nó bót để không? Lâu quá nó bót nó để chưa xài á nó chưa làm lần nào lần đầu mà nó chưa thục bây giờ hết bót ấy ra đi Di lần đầu làm chuyện ấy mà nói lên luôn đi Hải lên luôn rồi rồi mở ốc ra ấy là lần đầu làm chuyện ấy vui rồi hở hết tô cơm rồi cà lo còn mấy ly cà phê chưa đãi mà lo gì nó ra đi đãi người khác nhóm này đi đãi người kia ghê bị bế bánh ui đâu rồi đã thua còn bị bế bánh bánh cái vỏ này cũng mòn mà 40 ngàn nhà thay vỏ được rồi. Thôi ba. Nó mua nhà thay vỏ chứ cũng đủ bán xe luôn á. Quẹt nằm tháng mới có 8.000. Trời cái kêu gì? Xe tao 80.000 nó mới thay bộ vỏ. Đúng rồi. Thay về chạy sát về bị đá nè, làm đá xanh quất phát thấy luôn. Nó nạo như là nạo bánh đúc. Ngọt ngào luôn. Sụp cái xe xuống liền. Hôm trước em đi xe Vision của em á. Nó phân dít kìa. Bị cái cây nó chọt từ đây nè anh Dũng. Nó chọt lên đến đây nè. Khỏi giá luôn. Cho luôn giò. Rồi, nhanh đi, hết giờ rồi. Hơi bị yếu rồi. Giờ tím nha. Bánh này đầy hơn mà. Bánh rồi tí nên Dũng anh Hùng rồi đi bộ về nha Hùng đâu rồi thì có hả chụp mâm không gì chụp mâm vô màu mè quá lần đầu làm chuyện ấy
từ xe lúc mua xe tới giờ giờ mới rớt bánh à. Ủa bữa mình nói bể bánh là bể nào? Hả? Bể chiếc bảy chỗ. Chiếc bảy chỗ thì em quen rồi, em thay riết em quen rồi. Bữa chiếc 9 chỗ là 2 năm rưỡi mới lấy ra, 2 lần kiểm tra 1 lần, 4 cây đinh. Giá lần giá sỉ luôn. Thổi vô, thổi cái mâm vô không? Hả? Có thổi cái mâm vô không? Từ dặn xong rồi hả? Dặn bên kia, dặn đói tới kia kia. Xong rồi lát nữa mình thả xuống mình mới xíu. Dặn lời thôi. Dạ. Cái xe 4 chỗ là 4 vỏ như nhau, còn xe 7 chỗ là cái vỏ xe cua của nó có bằng có 60-70% của cái vỏ. Vỏ nhỏ. Nó vỏ nhỏ. Chiếc bắt như vậy á. Rồi dây xíu đi. Bắt cái vỏ xe cua nó hạ xuống hơi xíu. Hạ xuống. Hơi chặt chặt thôi, hạ xuống xíu chặt. Chiếc bắt cái vỏ xe cua nó như đồ chơi vậy. Chiếc chơi này. Nó người ta nói là gắn vỏ xe cua chạy đỡ thôi chứ không có chạy. Đúng rồi, chạy đỡ thôi, chạy mấy chục cây thôi chứ chạy dài là nổ. Vỏ nó nhỏ xíu à. Con Hùng về hả? Không đi thiệt hả? Hùng đi ai về ta? Chắc con đi bộ quá. Làm gì không vô dầu nhớt gì trơn biểu. Vậy vô dầu nhớt vô. Không xài luôn á. Thôi em xài đội hơi không mà. Đã. Nó nhỏ xíu à, mình tưởng nó yếu à. Để nó bật lên. Rồi. Chặt chưa? Rồi. Rồi, còn cái bao nè, bao nội nè. Bao nội. Nói này để lát nó về nó xử đi. Dạ vậy. Để chờ cái khóa rồi về thôi. Rồi, không ngồi đâu.